Du khách Brazil nhất quyết ở lại Việt Nam không chịu về để chứng minh Việt Nam không nghèo như thế giới vẫn đồn đại. Xin chào các tình yêu đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, là một người dân đang sinh sống trên đất nước Việt Nam thì mình tin chắc rằng các bạn đều sẽ nhận ra một sự thật không thể chối cãi rằng đất nước chúng ta đang thực sự lột xác và đổi thay qua từng năm. Chẳng hạn như ở nông thôn, ngày xưa điện đóm rồi internet chưa có nhiều, một tuần mất điện dằm ba bữa thì ngày nay đêm đêm đã có đèn đường sáng trưng, wifi thì phủ sóng cả đường làng. Còn ở thành phố giờ ô tô chạy đầy đường, dịch vụ gì cũng có từ A đến Á, cao ốc thì mọc lên như nấm. Tuy nhiên, đáng nói là trong mắt nhiều người nước ngoài thì Việt Nam chúng ta lại không được như vậy. Nhiều người chưa bao giờ đến Việt Nam thì luôn nghĩ rằng nước ta nghèo nàn, thiếu ăn và thậm chí là lạc hậu, chẳng thua gì các nước châu Phi. Điển hình như mới đây, một vlogger người Brazil đã hoảng hồn khi lần đầu tới Việt Nam và không ngờ rằng Việt Nam là như vậy. Anh ấy còn đòi kiện các báo đài đưa tin về Việt Nam vì toàn nói sai sự thật. Vậy anh chàng này là ai và anh ấy đã có trải nghiệm gì ở Việt Nam? Mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Cụ thể thì mấy tháng trước có một du khách người Brazil là Estevam Belomundo đã đến Việt Nam. Anh ấy là YouTuber có gần 2 triệu người đăng ký, nói như vậy để thấy mức độ phổ biến của anh chàng. Đáng chú ý, anh ấy đã đăng một video giới thiệu về Việt Nam cho khán giả trong nước được biết, đó là chiếc video với tiêu đề Việt Nam dạo này thế nào bên trong thành phố Hồ Chí Minh. Ở dòng mô tả, anh ấy viết: Đất nước Việt Nam tươi đẹp, tôi đã đến Hà Nội và thành phố Sài Gòn cũ, ngày nay được gọi là Hồ Chí Minh, tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì, đi đâu và ăn ở đâu. Trong video, anh ấy đã quay lại những nơi mà anh ấy đặt chân đến tại thành phố sầm uất nhất Việt Nam. Nó toát ra một sự thoải mái trên khuôn mặt của anh. Du khách này đi đến đâu, anh ấy cũng cảm nhận được sự chào đón của người dân. Đường phố Hồ Chí Minh sạch sẽ, khang trang, các ngôi nhà hiện đại mọc lên, các món ăn đậm chất địa phương với rất nhiều rau, thật sự rất lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Giá thuê phòng khách sạn cũng rất là phải chăng, tất cả đã tạo ra một bầu không khí rất dễ chịu đối với anh bạn khách du lịch này. Thậm chí anh ấy còn hài hước nói trong video là có lẽ tôi sẽ ở đây mãi mãi chứ không về đất nước tôi nữa. Có vẻ như có rất ít người Brazil biết về Việt Nam cho nên video này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của netizen nước này. Và sau khi được nhìn tận mắt qua những thước phim về Việt Nam thì dân Brazil cũng được dịp bất ngờ vô cùng. Họ không nghĩ Việt Nam mới mẻ, hiện đại tới mức này. Nó thật sự rất khác so với suy nghĩ tưởng tượng của họ về Việt Nam trước đây toàn là chiến tranh và đói nghèo. Vậy cụ thể họ đã nói gì thì sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé! Đó là một đất nước hiếm khi được nói đến trên truyền hình, rất nhiều địa điểm đẹp nhưng ít được công bố. Tôi đã đến Việt Nam vào năm 2014 và một lần nữa vào tháng 1 năm nay. Điều khiến tôi chú ý nhất là đất nước này đang phát triển nhanh như thế nào. Trên đường phố năm 2014 hỗn loạn xe máy và bạn khó có thể nhìn thấy ô tô. Ngày nay thì số lượng ô tô đã tăng lên bên cạnh những tòa nhà hiện đại nhất mà trước đây không hề có. Nhiều người vẫn có ước mơ rời Brazil và đến Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Nhưng ngày nay cơ hội đang ở châu Á. Vì Việt Nam là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, bạn đã bao giờ cảm thấy sự hiện diện của các cơ quan an ninh như ở Bắc Triều Tiên chưa? Việt Nam là David đánh bại gã khổng lồ Goliath. Trong suốt lịch sử của mình, Việt Nam đã thể hiện mình là một David vĩ đại về sức mạnh, vĩ đại về lòng dũng cảm, vĩ đại về trí tuệ đến mức đánh bại cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Đến Việt Nam mà không thử món ăn bản địa Việt Nam thì thật đáng tiếc, còn ăn những món Âu đơn điệu thì thật đáng tiếc. Bạn đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm một trong những nền ẩm thực phong phú nhất châu Á. Bị mê hoặc, đây là một trong những chuyến đi thú vị nhất người ta nói nhiều về Việt Nam và ít người biết đến. Giờ thì tôi đã hiểu là ngoài một đất nước xinh đẹp, tôi nhận ra rằng Việt Nam rất thân thiện và giản dị. Tôi đã yêu. Tôi đã tưởng tượng rằng đó sẽ là một đất nước kém hiện đại hơn, một đất nước tương tự như Cuba xuất hiện trong tâm trí tôi. Mọi người đều nói rằng đây là quốc gia rẻ nhất để đi du lịch, phải không? Thật may là vẫn có một số bạn Brazil rất hiểu về Việt Nam và có những nhận định đúng. Chắc hẳn rằng sau khi video này được đăng tải và những bình luận khen ngợi xuất hiện ngày càng nhiều, sẽ có thêm nhiều người bạn Brazil đến du lịch Việt Nam trong một thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, điều đang nói là có thật sự rất nhiều người chê bai Việt Nam là kém phát triển rồi bày tỏ sự bất ngờ vì Việt Nam trong suy nghĩ của họ khác xa nhiều. Thế mới biết báo phương Tây nhiều khi còn tuyên truyền nhảm hơn báo lá cải Việt Nam mình. Chỉ có đi đến nơi và trải nghiệm thực tế như bạn mới có thể thấy đất nước Việt Nam của chúng tôi tuyệt vời như thế nào. Hình như nhiều người nước ngoài họ vẫn nghĩ Việt Nam sống trong nhà tranh vách đất, ăn cơm độn quay và mặc quần áo vá đục hay sao ấy. Như mấy ông Trung Quốc còn không tin là Việt Nam có nhà cao tầng và có ô tô, rồi nói rằng Việt Nam thiếu internet nữa cơ mà. Cũng là một câu chuyện của anh chàng người Brazil khác, nhưng lại rất giống với anh bạn mình vừa kể phía trên. Đó là một YouTuber có tên là Via Infinda.
Anh ấy định đi du lịch Thái Lan thì chọn quá cảnh tại Việt Nam và đi một vòng thăm thú đường xá và thành phố của đất nước chúng ta. Trong đoạn video hơn 500.000 người xem trên YouTube, anh ấy đã phải thốt lên rằng Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về một đất nước mà người dân không có tự do cùng với rất nhiều nguy hiểm dịch dập. Hóa ra ở đây thậm chí còn tự do và an toàn hơn đất nước tràn đầy tội phạm, tồn tại nhiều băng đảng như đất nước Brazil của tôi. Anh ấy còn tiết lộ rằng bấy lâu nay báo chí Brazil đã che giấu quá nhiều điều về người dân Việt Nam. Thực ra Việt Nam không nghèo nàn và tệ hại đến vậy đâu. Nói nôm na thì anh bạn này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về sự an toàn khi đến Việt Nam. Anh ấy đã từng nghĩ rằng Việt Nam là nơi nhiều tệ nạn và cuộc sống không thoải mái, kèm theo đó là những nguy hiểm xảy đến bất kỳ lúc nào. Thật là đáng tiếc, bởi lẽ Việt Nam chúng ta đã được bình chọn là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới trong suốt nhiều năm trở lại đây. Anh bạn này lại thêm một lần nữa cho chúng ta thấy rằng người Brazil thật sự hiểu biết quá ít về Việt Nam. Thà là không biết, đằng này họ lại hiểu sai mới chết. Họ toàn gắn cho Việt Nam những định kiến không có thật như là kém phát triển, nghèo nàn rồi thiếu an toàn nữa. Ngoài việc bất ngờ vì sự an toàn của Việt Nam, một điều nữa khiến anh bạn Brazil này cảm thấy kinh ngạc đó chính là tình trạng giao thông hỗn loạn của Việt Nam. Dù nhiều người nước ngoài thường hay nói rằng giao thông ở Việt Nam thật điên rồ và có thể nguy hiểm chết người, nhưng anh chàng Brazil lại nói sự hỗn loạn này là có tổ chức và có kiểm soát. Anh ấy nhận ra một điều rằng, trong suốt quá trình quay lại cuộc sống ở Việt Nam trên đường, anh ấy đã không bắt gặp bất kỳ tai nạn giao thông nào xảy ra. Kẹt xe ở Việt Nam cũng chẳng phải là cơn ác mộng, nó không hề đáng sợ bằng các trận kẹt xe kéo dài cả ngày trời ở phương Tây. Vì vậy, anh chàng đưa ra kết luận rằng những tờ báo khẳng định Việt Nam có giao thông khủng khiếp đều là lời nói dối. Tuy nhiên, không có gì trên thế giới này hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều có nhiều mặt và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quan niệm này. Việt Nam đang ngày càng thu hút các du khách, bạn bè quốc tế Nam Châu về du lịch, khám phá hoặc thậm chí định cư. Đất nước hình chữ S nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, món ăn ngon, văn hóa đa dạng, lịch sử hào hùng. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt đẹp, Việt Nam vẫn có nhiều điểm chưa thật sự tốt khiến du khách muốn quay xe. Chẳng hạn như là xả rác này, rồi chặt chém khách hay là nạn cướp vặt. Phải làm sao để xóa bỏ dần những điều tiêu cực đó thì chắc chắn Việt Nam sẽ ngày càng thu hút bạn bè quốc tế ghé thăm. Hãy đến với Việt Nam chúng tôi để cảm nhận bằng mọi giác quan. Chắc chắn các bạn sẽ rất bất ngờ về đất nước của chúng tôi. Còn các anh em thì nghĩ gì sau khi xem video này? Bình luận cho mình biết nhé! Rất tiếc, đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.